chào cả nhà ha sáng nay thì chương trình là cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán thì cà phê buổi sáng phải có cái hớp cà phê đã ha có thói quen uống cà phê cả nhà một ly cà phê có thể uống một ngày mới hết buổi <laughs> sáng không có cà phê là nó giống như nó nghiện nghiện giống như các bạn nghiện cổ phiếu thì <laughs> sáng đây cũng nói tới cái chuyện cổ phiếu nó gây nghiện đó các bạn gây nghiện ghê lắm trước đây mình có một cái bài viết rất chi tiết về cái nghiện này ha rồi đầu tiên chắc mình nói uh, cổ phiếu vít cổ phiếu vít uh, nó giảm xuống 46 trăm mấy đó, đúng không coi như là cái đai dài hạn nó lúng luôn quá nhanh và quá nguy hiểm xưa nay đó rất ít rất ít người đầu tư vào vào vít ít lắm hầu như nhà đầu tư nhỏ lẻ thì, thì ít lắm nhưng mà từ cái vụ mà vinfast mà lên niêm yết trên hát cái nó, nó, kích thích nó kéo dòng tiền vào thì thông thường cổ phiếu vít giao dịch một vài triệu cổ phiếu trong phiên có khi triệu triệu mấy hai triệu cái bọng dân khớp lệnh hai mươi mấy triệu hai mươi triệu hai mấy triệu bạn cứ tính đi bây giờ bạn tính giá bảy mươi giá bảy mươi đúng không mà khớp 20 triệu có nghĩa là 1.400 tỷ. Mà khớp bao nhiêu phiên? Hmm. À. Cái ông bích á Ông bích boy đó. Ông bán ra xong. Bây giờ đâu đợi và đau vội mua đâu. Đâu vội mua lại đâu ở sẽ mua lại nhưng mà mua cái giá nào tốt nhất. Ví dụ người ta ta bán ra 200 triệu cổ phiếu đi, ví dụ vậy. Ta bán ra 200 triệu mai một tịt đớp là 200 triệu, ví dụ giá 40 chẳng ngàn. Hay 50 chẳng ngàn thì vẫn còn dương được 4 5 ngàn tỷ. <laughs> nhiều người nói là nhiều người nói là cổ phiếu vít là blue chip, mình đánh giống như penny. Dạo gần đây trên mạng cộng đồng mạng nói 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 VIT nhiều lắm, Mà nói kiểu nó giống như penny. Cái blue chip có nghĩa là chỉ những cái công ty lớn và blue thì nó nó màu xanh nữa không? nhưng là một nhà đầu tư chúng ta hiểu blue chip chả có blue nào cái cổ phiếu đáng để đầu tư hay không đầu tư được hay không Đó, vậy thôi Chẳng qua chặn qua các bạn vào các bạn đầu cơ bây giờ thua thua nặng thua nặng. Xét về hoạt động kinh doanh đó các bạn. Vít là là một cổ phiếu. Bây giờ dồn vào xe điện. Thì xe điện mới có mấy năm mà thì nói gì thì nói covid bây giờ nó giống như là một start up một cái khởi nghiệp và cái khởi nghiệp đó cần phải có điểm hòa vốn điểm hòa vốn tức là bán xe điện ra nó có tăng trưởng tức là sản lượng nó tăng trưởng tăng trưởng cho đến lúc gần đạt cái điểm hòa vốn hòa vốn và bắt đầu có lãi. Thế một cái công ty mà đang khởi nghiệp, không? À, một công ty mà đang khởi nghiệp, cái đang lỗ nặng. Chúng ta vào chúng ta đầu tư thì cái đó gọi là đầu tư mạo hiểm. ví dụ giống như mình đi một ngày nào đó cổ phiếu vít đạt tiêu chuẩn tiêu chí mình sẽ đầu tư ngày đó đến bao giờ thì mình không biết hàng năm mình vẫn theo dõi cổ phiếu vít nhưng mình không đầu tư bởi vì nó không đạt tiêu chuẩn tiêu chí nên mình không gọi Gọi nó blue là người ta gọi chị chung vậy thôi Chứ đâu phải blue nào cũng tốt Đúng không Thì thế nào là Thế nào là đạt tiêu chuẩn tiêu chí ừ. Ví dụ như bây giờ giá cổ phiếu vít là 50 ngàn 50 ngàn đồng Định giá theo chiếc khấu dòng tiền Năm sau ít nhất phải 70 ngàn Mới đầu tư được Năm sau nữa phải trăm Năm sau nữa phải trăm rưỡi Trăm hai Đó. Rồi năm sau nữa phải hai trăm ngàn Ba trăm ngàn Mà chiết khấu dòng tiền nha Theo chiết khấu dòng tiền nha các bạn Đúng không Ví dụ như mức giá của nó Ở cái giá <cười> 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 ở cái giá 200 000 đồng nhưng PE nó vẫn 7 chẳng hạn. Thì đó mới là đầu tư. Các bạn đầu tư ha. Ví dụ như các bạn bỏ tiền vào cái cổ phiếu nào đó. Không? mà PE hiện tại của nó đó bao nhiêu không quan trọng khẳng định như vậy luôn PE hiện tại bao nhiêu không quan trọng quan trọng <laughs> quan trọng là PE năm tới một vài năm tới nó phải xuống gần bằng không bằng một hoặc bằng hai có nghĩa là gì? PE là chỉ số năm hoàn vốn đầu tư. Chúng ta hiểu nôm na như vậy nha, chứ không phải chứ không phải nó là hoàn toàn là số năm hoàn vốn đầu tư, tại vì nó có tăng trưởng trong đó nữa. Đó. Có nghĩa là gì? Một cái cổ phiếu mà ví dụ giá nó hiện tại 30.000 PE nó bằng 20. Nhưng mà 2 năm sau chẳng hạn, vẫn giá 30.000, nhưng mà PE nó bằng 1. Có nghĩa là gì? À, ABS nó lúc trước có mấy trăm đồng. 2 à, năm nữa OBS nó 30.000 đồng. Thì trong, trong vài năm tới, <laughs> trong vài năm tới, OBS nó 30.000 đồng làm gì có giá 30 mươi Trong mọi đường hợp, suy thoái kinh tế hay thị trường chứng khoán sụp đổ, bán tháo cái què què gì, giá nó cũng lên. Những cái hoạt động bán tháo này, này kia, nó là nhất thời thôi. Giá nó cũng lên. Đó. Ví dụ như, các bạn đầu tư rất nhẹ nhàng thôi. À, ví dụ, cái cổ phiếu đo giá, 20.000 đồng. PE nó là là 5. Là 5. Thì là EBS nó bao nhiêu? EBS nó 4.000. 20 chia 4 bằng 5. Nhưng mà sang năm là ví dụ như sang năm PE nó là là bằng 3. nếu tính theo giá 20.000 thì EBS nó 7.000 mấy sang năm nữa là PE nó bằng 1 nhận hàng. Thì 3 năm sau 3 năm sau PE của nó bằng 1 thì EPS nó 20.000. thế cái cổ phiếu đó tiến đến 20.000 đồng giá nó, EPS nó 20.000 đồng giá nó vẫn 20.000 đồng à. à. Thế cả thế giới nó nó vào nó mua hết cổ phiếu Đó là đầu tư. Đó là đầu tư. Còn cả cái xã hội này, cả cái đất nước này, vào đầu tư cổ phiếu, thì 80% nhà đầu tư cá nhân đều đầu tư như vậy nè. Chính phủ đầu tư cấm, à, ví dụ vậy, chính phủ đầu tư cấm, đầu tư cống, đầu tư cống, giá cổ phiếu từ 10.000 tăng lên 50.000, chả có miếng lợi nhuận nào tăng thêm hết. Mà ai cũng biết đầu tư công làm cơ sở hạ tầng, những công ty này làm rồi chả có lợi nhuận, thậm chí lộ giá cổ phiếu vẫn tăng, tăng lên neo trên đó để làm cái gì? lấy gì đỡ nổi tức là gì cái món đầu tư công đó đó sinh ra bao nhiêu lợi nhuận ở ờ, bao nhiêu định giá bao nhiêu pe bao nhiêu năm nay <laughs> sang năm bao nhiêu định giá sang năm nữa bao nhiêu định giá chả có gì là có gì đó. Yeah. Rồi con sống vừa rồi Phải nói là Chứng khoán Với bất động sản Là Hai cái nhóm ngành tăng mạnh mẽ nhất Thế bây giờ Chứng khoán vừa à, Bất động sản vừa rồi Quý vừa rồi Có thu gì đâu có lợi nhuận tăng gì đó Thậm chí giảm Đó à. Mà quý ba này cũng thế Đó à. Còn chứng khoán thì Nó có động lực thật Là cái giá trị giao dịch nó tăng lên Thì nó làm cho cái ngành này cũng hấp dẫn Cũng đúng <laughs> à. Nhưng mà nó tăng vượt Quá xa giá trị Đó à. Quá xa giá trị. À. Vỡ uh, lên tới ba bốn chục lần hai ba chục lần bao giờ mới hoàn vốn đầu tư lấy cái gì giữ giá trị đó à. những người bị đau xót cái cổ phiếu đó lâu rồi không lỗ nặng bây giờ nó hồi lên hồi lại là cái thời điểm tốt để gỡ lại trong khi người mới mua vào là bị cái hoạt động đầu tư đó giống như nãy nói đó nó vô cùng đơn giản rồi bây giờ nói về nói về thị trường thì cái phiên hôm qua đó là cái phiên đánh dấu bắt đầu giải chấp hàng nặng hàng nặng tại sao giải chấp hàng nặng <laughs> tại sao giải chấp hàng nặng thì thông thường thông thường <laughs> giá cổ phiếu giảm trên 10% thì có cái hiện tượng cold margin. Và giá giảm 15 tới 20% trong những phiên liên tiếp. thì bị cold margin nặng và bị giải chấp. Bị giải chấp. <cười> <cười> Ví dụ như chúng ta thấy đó Con Novaland chẳng hạn Giá nó bò lên được 22 Và bây giờ nó về 16 mấy Nó tương đương với nó giảm cũng gần gần 30% rồi Mà nếu các bạn sử dụng margin Novaland thì hình như không có margin chẳng hạn Nhưng mà mình nói giả sử thôi Giả sử nếu các bạn sử dụng margin Các bạn bỏ 1 tỷ tiền tươi vào các bạn mua 1 tỷ tiền margin nữa là 2 tỷ giá nó giảm tôi cho là 20% thôi thì có nghĩa là gì à, 2 tỷ của các bạn giảm 20% thì có nghĩa là các bạn lộ 400 triệu 400 triệu thì cái NAV của các bạn lại còn 600. Đúng chưa? Còn 600 triệu. Thì lúc này nó chỉ đảm bảo cân đối được tỷ lệ là 1 tỷ 2. Tức là danh mục của các bạn chỉ còn lại giá trị tỷ 2 thôi. À. Bắt buộc người ta phải phọt sale nhiều? 800 triệu. Các bạn lấy 800 triệu mà các bạn chia cho 2 tỷ. Các bạn lấy 800 triệu mà các bạn chia cho 2 tỷ có nghĩa là gì? Cái sức mua mất đi 40%. tức là giá cổ phiếu giảm 20% nếu mà sử dụng margin kịch kim thì sức mua giảm đi 40%. À mà 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 mà, mà nhiều cổ phiếu trên thị trường nó như thế. nhiều cổ phiếu trên thị trường như thế rồi có lợ may có cổ phiếu giảm 30% trăm ừ. thì thông thường đó các bạn nhà đầu tư sẽ chủ động cắt dần cắt dần <laughs> trong 15 năm qua các bạn trong 15 năm qua. Mình đi truyền lửa cái nghề đầu tư cổ phiếu. Tức là những người đã mua đầu tư cổ phiếu mà họ muốn có cái nhu cầu nâng cao năng lực thì mình truyền lửa. Chứ còn cái người... <laughs> cái người mới ngoài xã hội thì 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 mình không bao giờ nói về chứng khoán đâu mình nói những cho những người nghe ở trong nghề chứng khoán chứ còn ngoài nghề là mình không nói thậm chí không bao giờ đụng đến một từ chứng khoán ví dụ như mình đi đâu đó thì ai nói gì về chứng khoán mà mình không quen biết là mình không nói rồi đó có cái tính hay vậy, không có truyền bá ở ra bên, bên người dân thường thường bên ngoài cái món chứng khoán bởi vì sao cái món này là món trời cho trời cho là trò chơi món khó. Nên nhiều khi mình kêu người ta vào đầu tư cổ phiếu là hại người ta đấy. Ta ta không có năng lực mà mình kêu vào là hại đúng không? Thì 15 năm mà mình đi truyền đi chia sẻ về đầu tư đó thì mình luôn luôn nhấn mạnh một vấn đề đó là mặc zin các bạn đầu tư các bạn không bao giờ chết đâu. Không bao giờ chết. <laughs> Mà các bạn chết vì vì mặc zin. Các bạn chết vì mặc zin. Thì đó giống như tôi phân tích vậy đó. Ha? Cổ phiếu giảm 20% là sức mua bay 40%. Mà cổ phiếu mà giảm 30% thì sức mua bay 60%. Cổ phiếu giảm bay 50% thì các bạn cháy tài khoản. <laughs> các bạn cháy tài khoản. Thế vấn đề đặt ra ở đây là gì phương pháp sử dụng mặt xin chín mươi chín nói chín chín qua quá thôi nói chín lăm đi hả chín mươi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán điều chưa trải qua cái phương pháp đầu đầu tư mà có sử dụng margin. <laughs> Bộ vay vay margin vô chơi dễ lắm hả? Sai lầm. Nói thật Từ cái thời năm 2002 Từ cái thời đó đó thì mình đã nghiên cứu cái phương pháp sử dụng margin rồi. Tức là cách đây hơn 21 năm. Và lần lần mình hoàn thiện cái phương pháp sử dụng margin. Các bạn có nghe ở cái đất nước Việt Nam này đầu tư cổ phiếu mà có ai, trời trưa nay có ai đề xuất một cái phương pháp sử dụng margin không? Không. Được. Từ năm 2008 thì mình đã đề ra cái phương pháp sử dụng margin rồi. Các bạn. và cái phương pháp đó đó, <laughs> cái phương pháp đó đó, à. được trình bày khá là chi tiết ở trong trong cuốn sách tầm soát cổ phiếu. Đó. Lợi ích của phương pháp sử dụng margin là gì? Là chúng ta biết điều tiết biết sử dụng cái margin đó, nó hợp lý qua từng thời kỳ không? biết những cái cần thiết nhất trong cái phương pháp đầu tư trong cái chiến thuật chiến lược đầu tư nó kèm theo margin vì vậy <laughs> ở trong mọi hoàn cảnh bắt buộc phải có phương pháp sử dụng margin. Và hầu hết nhà đầu tư đều chết bởi margin nhưng không ai không ai muốn sử dụng phương pháp margin à. không ai dùng không ai quan tâm cái thứ mà giết chết nhà đầu tư thì là cái thứ quan trọng nhất à, mà quan trọng nhất nhưng không quan tâm không có phương pháp thì nói cho cùng thị trường chứng khoán những người thua lỗ nặng nề cháy tài khoản đều là mạc cả, đều là mạc din cả. Các bạn thấy đó, trong cuốn sách tầm soát cổ phiếu mới có phương pháp sử dụng mạc din thôi. Ngoài ra không có cuốn sách nào, không có cuốn sách cổ phiếu nào nói về cái phương pháp sử dụng mạc <laughs> nhiều khi các bạn nghĩ à, à, ông à, trường mani ông chém gió à, chém gió không được không sao nhưng mà chém cho những người cần thiết những người cảm thấy nâng cao năng lực đầu tư <laughs> người nào cần thì lầm tí á còn người nào không cần thì bỏ đi đó. bỏ đi về 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 với vợ với con bỏ đi đi chơi đi thể thao rồi chứ xem làm gì đó. tôi đó tôi chém gió các bạn gọi là tôi chém gió vậy đó nhưng mà từ 2008 tới giờ tôi đi chém gió tôi không có lấy của ai một cái đồng gọi là đi dạy làm giàu, đi dạy đầu tư hay gì như các bạn hay gọi đó. Chưa bao giờ lấy ai một đồng và tương lai cũng không có lấy ai một đồng gọi là đi bán kiến thức không có ngay cả cuốn sách <laughs> ngay cả cuốn sách tầm soát cổ phiếu <laughs> mình bán mình cho học viện luôn cho mình không lấy tiền lấy làm gì các bạn thực tế sách lậu nó bán hết chứ giờ bán có được mấy cuốn cho học viện đó thì lúc đó học viện không được thú đó. <laughs> <cười> <cười> Với quan điểm cá nhân mà nói ấy, các bạn Sách lậu người ta bán thì Có kiến thức cho người đọc thì cũng được cũng Chấp nhận được Mặc dù mình Mặc dù mình mất tiền Không vấn đề gì Chấp nhất gì mấy cái đó ha? Nhiều người không hiểu Nói mình cuối cùng là mình bán sách <laughs> <laughs> bán sách mà sống được thì nói làm gì? Bởi vậy á, kho tàng kho tàng sách vở của Việt Nam mình đó không? Những ông làm những ông mà viết sách ra bán nhiều khi nghèo luôn. Nghèo rất mong tới luôn bây giờ. Thế hồi nãy tôi nói cái chuyện vít Thì thông qua cái chuyện vít đó các bạn thấy được Cổ phiếu để đầu tư không? Rồi tôi nói cái chuyện thứ hai là Chuyện Maxin Các bạn nghe nhiều khi các bạn biết Nhưng mà các bạn không có thực hành Bởi vậy Hàng trăm, hàng nghìn những cái tay chém gió trên mạng, lúc nào cũng nói kiến thức là quan trọng nhất, kiến thức đầy, muốn cái gì cũng có, các bạn chỉ cần mua về đọc là xong, hoặc xem trên youtube, đó. hoặc là xem tài liệu, cái đó là kiến thức hết, à, ai cũng đọc, ai cũng nghe, nhưng tại sao là không thành công các bạn nên nhớ nè một phần trăm số người trên thế giới nắm 80% mươi của cải của thế giới hả nhưng kiến thức là nó phổ quát một trăm trăm tại ai không đọc đó nhưng mà tại sao kiến thức nó phổ quát 100% nhưng số người thành công có 1%? Không. Không phải các bạn. <laughs> kiến thức và cái nỗ lực của bản thân gọi là thái độ đó là hai cái đó nó xa lắm nó xa lắm một cái ở trời âu một cái ở trời Hả? cái ở trời âu một cái ở trời đông xa lắm xa <laughs> <laughs> rèn luyện các bạn rèn luyện bây giờ tôi ví dụ ha phương pháp sử dụng margin bạn có chi tiết cái phương pháp sử dụng margin rồi à, giống như anh em ở trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp đó mình rèn luyện cái phương pháp sử dụng margin rất là kỹ đó anh em sử dụng rồi nhưng mà anh em vào anh em trong hội của nhà đầu tư chuyên nghiệp của mình đó ứng dụng cái phương pháp sử dụng margin nhưng mà sau một năm tới hai năm mà chưa nhuận nguyện nữa đó là gì nỗ lực của bản thân để rèn luyện để ứng dụng mà hai năm chưa hoàn thiện đó là lý giải vì sao ví dụ như ở trên sách tầm soát cổ phiếu có phương pháp sử dụng mà dính nhưng mà mình đọc rồi mình hiểu rồi nhưng mình ứng dụng không được quá trình tôi luyện thì quá trình tôi luyện này lâu ngày nó thành một cái kỹ năng cái kỹ năng đó dần dần nó biến thành sở trường và một một phần trăm số người trên thế giới là sợ trường làm sao biết mình có thời sợ trường làm sao biết mình có sợ trường là cái hiệu quả của mình vượt trội so với so với đám đông thì lúc đó mình mới được gọi là là sợ trường làm sao mình biết mình vượt trội so với đám đông thì cái tỷ lệ cái tỷ suất hiệu quả là thước đó à. <laughs> rồi bây giờ mình nói tiếp cái vấn đề thị trường Nào. các bạn thấy giá cổ phiếu giảm mạnh Phọt sale con giải chấp nhưng mà nhiều cổ phiếu vẫn giao dịch nó không lớn lắm nó không lớn lắm có nghĩa là gì những cái cổ phiếu nó lao xuống như thế này chúng ta phải thấy được cái độ hấp thụ. Độ hấp thụ. Hay nói cách khác là cái độ hấp thụ bán tháo đợt này phải được hấp thụ hết. Kể cả thị trường, kể cả cổ phiếu thì nó sẽ tạo ra cái sự cân bằng. Thì trong quá trình đó bây giờ mình đi <laughs> và nên đáy nó đang đi xuống thì nó vừa tạo ra hai cây buôn tráp thì khả năng thị trường nó tạo ra một cái cây buôn tráp lớn thì những người đầu cơ muốn đầu cơ được thì chỉ đầu cơ ở cái cây buôn tráp lớn cái cây buôn tráp lớn này là cái cây mà nó giải chấp margin càng lớn càng tốt thị trường hôm qua bước vào cái 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 cây giải chấp rất lớn rất khủng và giống như hôm nay hàng về hôm nay cái sức ép mà ba mươi mấy nghìn tỷ nó về nếu như thị trường tiếp tục giảm mạnh thì cái sức ép đó nó càng lớn hơn nữa thì cái không có cái câu chuyện này là ngày xưa tôi hay ví von giống như là chúng ta thấy hiệu ứng quả cầu tuyết vậy đó. À, một cái cục tuyết nhỏ nhỏ trên đỉnh núi nó mới lăn xuống thì nó cái gia tốc nó thấp. Và trong quá trình nó lăn nó, nó nó dính thêm thêm tuyết. Và cái tốc độ nó nó lăn ngày càng lớn bởi vì cái trọng lực nó ngày càng lớn. Thì nó lăn càng lớn càng nhanh, tuyết càng bám lên nhiều mà nó lăn và khi nó lăn xuống tới dưới đáy đồi rồi thì nó sẽ cái trớn của nó sẽ rất lớn nó lăn qua bên kia tức là cái tốc độ dạy chấp nếu như mà nó xấu nó sẽ dạy chấp mạnh hơn và khi nó dạy chấp rồi giá cổ phiếu nó giảm hay cái đồ này cái đồ <laughs> cái đồ này của nó nó chạy quá đà đó cái đồ quá đà của nó nó sẽ vượt quá cái đà và nó sẽ có xu hướng à, giống như quả cầu tiến nó lăn qua cái sườn đồi bên kia thì nó lăn trở lại hoạt động quá đà thì thông qua cái hoạt động giải chấp thì các bạn thấy cái kiểu nó giống như cái ví dụ mình mô tả như vậy thì thông thường đó ở cái đầu cơ cổ phiếu đó thì những cái trường hợp như thế này là đầu cơ được một cái vấn đề nữa là phương pháp đầu cơ như thế nào ừ. thì nói cái này dài dòng lắm không ở trong sách mình có nói trên youtube mình có nói nhiều rồi các bạn xem nhiều các bạn biết rồi Đó. nên nói cái này nói đầu cơ những đợt như thế này như thế nào thì mình nói nhiều rồi, nói ở đây nó mất thời gian, các bạn xem lại hoặc đọc sách. Ngẫm <laughs> hiểu chân lý vấn đề nằm ở đó. <laughs> Còn đối với cổ phiếu thì chúng ta phải biết cái sức hấp dẫn cổ phiếu đó đó à, thứ nhất là <laughs> thứ nhất là nó hấp thụ được hấp thụ được sạch sẽ cái lượng cung đó thứ hai là cái độ rủi ro thấp thứ ba là cái độ nảy giá cổ phiếu hồi phục cao Và trong đó đó cái độ rủi ro thấp là quan trọng nhất. Rủi ro thấp có nghĩa là gì? Các bạn đầu cơ chọn cái cổ phiếu nào đó mà cái độ giảm của nó tới cái mức đó là gần như nó không giảm được nữa. Đó là cái điều mà mình nói với các bạn rồi bây giờ mình nói tiếp cái điều quan trọng nhất quan trọng nhất trong cái cà phê buổi sáng nói chuyện chứng khoán như này những lúc cổ phiếu nó giảm như thế này thị trường nó xấu nó giảm như thế này Gold margin for sale giải chấp nó giảm như thế này thì những cổ phiếu đầu tư là thời cơ để mua dần mua vào Tại vì những dịp như thế này mới mua được giá tốt Và cái cổ phiếu đó nó phải đáp ứng được tiêu chuẩn tiêu chí Xưa nay đó, từ mười mấy nay, năm nay mình mình hay nói đó Mình hay nói, luôn luôn nói là 80% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là không đầu tư được Chắc chắn cái số 80% này là bỏ qua bên luôn Không đầu tư được đầu cơ, ok. <laughs> Thực tế đó các bạn. Nếu tiêu chuẩn tiêu chí của các bạn là cực cao, thì cổ phiếu đầu tư được là nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cho dù một nghìn mã trên sàn nhưng mà nó đạt tiêu chuẩn tiêu chí thì chỉ có vài mã là cục. Nếu tiêu chuẩn các bạn cao. Còn nếu tiêu chuẩn các bạn hạ thấp xuống Ví dụ như các bạn đòi là à, Giá trị của nó phải tăng tối thiểu 30% chẳng hạn Thì cái số cổ phiếu đó đem trên đầu ngón tay Còn giá trị của nó tăng tối thiểu về 20% Giá trị nha Mình nói giá trị chứ không phải giá cổ phiếu Giá trị nó tăng 20% Thì cái số đó nó chiếm đâu 5-7% số lượng cổ phiếu Nếu mà các bạn đòi giá trị của nó tăng khoảng từ 10% trở lên Thì cái số cổ phiếu đó nó cỡ 20% lượng cổ phiếu thị trường thôi Còn lại là vứt hết, dục hết Thành ra, thành ra tôi nói 80% không đầu tư được Và nhiều lúc ấy, cái thị trường nó như thế này là cơ hội để mà dành một cái phần nav đầu tư vào cổ phiếu giá trị gia tăng vượt trội thế đâu phải không nữa <laughs> hiện nay thị trường chứng khoán nó nhiễu loạn quá nhiều đúng không nhiễu loạn rất nhiều thôi thời gian nói cũng dài rồi các bạn Nha. mình thì <laughs> <laughs> mình thì hơn tuần nay nó bị cảm các bạn nhưng mà không uống thuốc không uống thuốc nên nó lâu hết à cái bài hôm nay rất giá trị các bạn nếu các bạn suy nghĩ kỹ rất giá trị Bài nhiều người ăn rồi Vợ cái mỏ ra loa loa đi chửi đi nói đủ thứ đó. Chừng nào cái tâm hồn của các bạn như thế thì cuộc sống của các bạn còn nhiều đau khổ. Hãy cố gắng đi. Đầu tư làm sao đó. Mỗi năm tăng trưởng tính trung bình ra. <laughs> Mỗi năm chỉ cần tăng 25-30% về Chẳng lấy sóc sao. Các bạn thành thiên nghe xin cảm ơn các bạn